Đúng rồi, vì mình đang vừa đã mắc với lại Gia Lai này là trên đó 100%, nhưng mà Thăng Lát ấy là đấy nó đáy nước dừa đấy, không chịu đáy sạch lắm, con hình thức cực kỳ đẹp luôn, kéo lên ngon lắm, vì nó nuôi hồ chứa nước sạch và nước ở trên hồ chứa nó sạch lắm, nước khe núi mà mấy cái đập hôm nọ mình ở sông Chanh hai hôm trước là mình ở đấy, cái khu mà động đất ngày xưa đấy, cá Thăng Lát tuyệt vời. Nhưng mà trên đó hiện nay là nó đang kết hợp cho ăn cả thức ăn viên và cá tạp ở hồ, nó bắt được nó cho ăn luôn, nên cái chất lượng con cá tốt. Thức ăn viên mới đi xuất nguồn gốc được, sáng thế nhỉ. Nguồn bệnh với lại không truy xuất được nguồn gốc, tại vì cái nguồn cá tạp thì nó rất là nhiều nguồn cung cấp mình mới đủ. Ở đây thức ăn mình dùng cái đầu thức ra ăn của cái nào có ổn định không? Như trên cô bây nó giờ chứng nhận Global Gap rồi, bây giờ làm nhiều có bán được không? Nó hiện tại thì như có lo đầu ra không? Thế mình có tính được, bây giờ ví dụ mình bán là 50.000 một cân, thế mình có tính cái giá thành sản xuất là bao nhiêu tiền một cân? Bảy ra một con chưa mẻ nào tính được, nhưng mà giá thành sản xuất đến 30.000 đâu, áng chừng trên 30.000 tùy mỗi cân, nhưng mà tệ nào cũng phải được 35.000, giá thành chỉ 35 thôi chứ đúng không, cũng phải được 15.000 một cân. Chưa có ước biết được cái hiệu quả kinh tế và hiệu quả về cái kỹ thuật nuôi như thế nào. Mới nuôi vụ đầu mà được chứng nhận Global Gap là quá hay. Là có một cái nhưng mà giống mình sản xuất được không? Giống mình hợp tác với giống trao dồi kết hợp của mình để nhưng mà cái chỗ sản xuất giống thì nó cấp có cấp chứng nhận an toàn sinh học của Global Gap được không? Thì nó đang làm vô Việt Gap. Tối thiểu là có thu hoạch và cái vụ thứ hai tối thiểu phải 3 tháng để nó có hồ sơ nó kiểm tra. Là đó là em có thu hoạch trước một vụ một tháng có nửa vậy thôi, tại vì bắt lên thì cái cá đó là nó chưa có đạt size của công ty nên là dừng lại và có thu hoạch được phân nửa của cái vàng phân nửa của cái sao. Em thấy bây giờ có chỗ nào mà để thu cá thịt không, để xem đâu thì sang chỗ nào to xem thì em múc cho cá xem. Nguyệt tí gửi cho mấy cá nhá. Nguyệt nhưng chụp cái máy này chị Loan nhỉ, tức là cái Global Gap này là chứng nhận của nước ngoài, nhưng mà tùy theo cái mình đang đi thị trường nào thì cần phải chứng nhận này, tức là tùy theo thị trường mà nó yêu cầu chứng nhận. Tức là mình vừa phải chế biến xong mình mới lại phải có hơi mờ. Cơ bản cái này nó hay là cái Global Gap để xuất khẩu này, mình đang muốn lắng nghe cái chỗ đó. Thế liệu theo em thì triển vọng nhân rộng ra nhiều có bán được không? Cái đầu ra bên kia vẫn nhiều chứ gì? Có hàng ngạch gì không? Ba trăm rưỡi 600 con là cái giá bán bao nhiêu? Giá thì nãy chị ấy nói là 46.000. Sao? Hôm nay cái đoàn này nó hỏi sâu quá. Đây, đi đi, đi theo anh. Trong làm mình cũng thay mà thay định kỳ khoảng 20% lượng nước trong ao mình thôi. À, tức là ở ngoài ao này mình nuôi cá tra, còn trong vèo là nuôi cá thác lát. Mà cá thác lát lớn à. Là chuyên về gì mà bây giờ mình mới bắt đầu làm vụ đầu cái này? Hồi đó thì nó có khu nuôi ở Sóc Trăng, ở Không Ẩm. À, tức là cũng trước giờ cũng đã nuôi rồi. Dạ, ở đó nuôi rồi. Tại này dạng công ty mở ra gì? Mở rộng diện tích. Mở rộng thị trường cho nên là mở khu này.
Còn cái nguồn đầu ra mình chắc cũng có cái hợp đồng đầy đủ hết. Dạ, tại vì mua nuôi về cho công ty. À. Có mình xuống. Không lo an toàn dịch bệnh đúng không? Về dạ. Mình không tiếp xúc với ai. Lúc nãy là đúng ra là sẽ có khảo sát sức khỏe. Ừ. Ôi giời, mình đang khỏe quá đây này. Dạ. Ai đánh cầu lông đi chơi luôn đây này. Chờ, có phải chống thuyền không? Chống là chúng em cũng biết lái thuyền đấy. Nó phải có cái bơi chứ. Có cái chèo. Có chèo đâu? Đây đây. Đâu, chèo đâu đưa mình gửi đến cho. Không, cái chèo phải dài chứ. Thằng gì? Thằng gì? Con cổ với em. Cái tổng mình góc này này. Thế. Cái trà vậy. Như vậy 1 mét vuông là thu hoạch 1 triệu. Được không? Em tính 100 con nhân cho 6 gram 600 gram. Tính ở mỗi mét vuông là 1 triệu nhé. Sau 6 tháng được. Thêm 1 mét vuông này. Độ sâu mặt nước này 3 mét đấy, mình nhìn này thôi nhưng mà 3 mét đấy, 3 mét nước. Này dài nhiêu dài nhiêu ngang nước trong này nhưng mà thơm lắm. Chị em tắm tốt. Cá cầm thì ngon đấy, nước ra rất mượt. Đúng là nuôi Grover ghép, người không thấy tanh. Kênh Ngọc quảng cáo cho Grover ghép. Cái này bao đảm nhỉ? Câu ý là đắt giá lắm đấy em nhé. 4 mấy phần trăm đảm. 50% đảm. Cái này nổi hay là nổi? À, nổi hả? Cái loại này là mình thu được rồi đúng không?